trong thiện cũng phải có 50 thiện, 50 ác cũng là được rồi. Có nhiều đất nước là nó 7 7 ác có 3 thiện. Có nhiều mà thầy có nói câu 10 phần 7 còn 3 đó cô. Mất 2 còn 1 mới ra thấy bình ha. Cái đó theo như nói về nghiên cứu là thế giới 130 nước. Sao là quỷ hết trơn còn 18 nước à. Gọi là thập bát chưa em. Mà cái chuyện này thì thiên cơ thì mình không nói. Tu để biết chứ không để nói. Tại vì cô Năm nói con nghe nè. Những cái biết để mình biết là mình tu. Chứ không phải biết để đi nói. Vậy đó. Chứ thật ra đó. Rồi hàng ngày sống với cái tánh tự tại nè. Chư pháp không tướng là gì con biết không? Vợ chồng con cái đều có thuận nghịch hết. Đều có đảo ngược đảo xuôi hết. Mà chư pháp là gì? Cái người làm khổ là người thầy của mình. Cái vợ mà làm khổ cho chồng thì cả là thầy của mình. Mình ngộ được, mình sẽ hỷ xả là thầy của mình. Mới gọi là chư pháp không tướng. Chồng đẻo vợ, vợ đẻo chồng. Rồi khi hai vợ chồng thuận con đẻo lại. Hoặc là hai con nó thuận là chồng đi đến số, đến bài đảo ngược lại con. Bởi vì là nghiệp mà. Có thân thì là có thân nghiệp. Thuận nghịch được tùy duyên. Cho nên mới gọi là chư pháp không tướng. Trong Bát Nhã Phật nói gọn là chư pháp không có tướng. Bắt sanh, bắt diệt, bắt cấu, bắt tịnh, bắt tăng, bắt giảm thì có không trung cũng 8 chữ. Đức Phật ngài đắc pháp là mùng 8 tháng 4, bây giờ là nhà nước là cho gần tháng 4. Là đúng không? Đúng mùng 8 tháng 4 là đạt trong Bát Nhã. Đó, là cái chỗ nè, cái chỗ này nó sanh ra nè, không thương, không ghét, không sân, không si, không ái, không ố, không phiền, không não. Nó mới sanh ra bắt sanh, bắt diệt, bắt cấu, bắt tịnh, bắt tăng, bắt giảm thì có không trung. Vô sắc là gì? Thấy sắc mà không nhiễm. Thấy mà không nhiễm, vô nhãn, vô sắc thấy mà không nhiễm, vô nhãn thấy mà không nhiễm, vô nhĩ, nghe mà không nhiễm, vô tỷ, biết mà không nhiễm. Tất cả những cái thấy nghe đều biết hết mà không nhiễm. Cho nên thầy nói, thân tuy còn tục, mà tâm lìa có mê. À, vậy đó. Mà thân này nó tục, mà tâm mình không có lìa có mê. Là như vậy đó. Rồi là... vô minh diệt cho vô minh tận, tức là con người ta sống vô lão tứ diệt, con người ta sống chết là tự tại, sanh già bệnh tử là tùy duyên, mình không sợ nữa. Tu trong Bát Nhã nó có 4 điều: cầu vô sở cầu, chứng vô sở chứng, đắc vô sở đắc, sợ vô sở sợ. Mình sợ nó cũng chết, không sợ nó cũng chết, nhưng mà tu cho tinh tấn rồi có chết bành bong bóng đi lên, tu yếu thì thành cục sắt đi xuống. Dạ yeah, rồi. Đơn giản phải không cô? Dạ yeah, cảm ơn cô. Dạ yeah, chúc yeah. cô an lạc. Dạ yeah. yeah, chúc cô có thể giúp yeah, đời, yeah. giúp đạo cũng như ngài tu càng tinh tấn hơn nữa. Dạ yeah. yeah. Cái nhân duyên là vậy. Con cũng được cái phước nè, cũng được an lạc nè. Yeah. Được cái kiến thức. Con dở lắm, con dở lắm cô ơi. Con biết gì đâu, con học hỏi nhiều á. Con mới hay hơn cô Năm. Cô Năm điện thoại chỉ bấm nghe rồi cái cuộc sống cô Năm đó. Vậy mà nó nhàn đó, vậy mà cái đầu óc nó nhàn đó cô. Dạ. Nó không có vướng bụi trần á. Nó cũng có cái vướng dễ dễ và không vướng con. Cô cũng đang nghiên cứu coi mấy cái bộ phong thần đó chứ. Phong thần bản. Phong thần để mà coi coi cái người chung, người nịnh, người thiện, người ác. Nhưng mà tại vì cô Năm coi là cái cách cô Năm coi là nó tri thức. Yeah. Nó chi thức về hết trơn à. Cô Năm coi là cái thức thiện, thức ác, thức tốt, thức xấu mình đều quay về. Đời xưa đó thì cô yeah. Năm không có biết. Nhưng mà yeah. sau nghe kể lại thời đời của ông cố cô Năm đó. Dạ yeah. Rồi tự nhiên ổng rất là giàu. Ổng phát tâm, ổng tu á. Dạ yeah. Cái ổng dắt ba đứa con gái lên này nè. Lên này tu ở trên này rồi cái cảnh nó thanh tịnh vật là nó an lạc. Dạ yeah. Đặt là cái cảnh Bồng Lai. Bồng Lai khi mà đặt cái cảnh Bồng Lai này xong rồi thì tại sao tôi kêu là Phụng Hoàng Sơn? Hồi xưa là có một cái vàng cây dầu ở đây nè. Có hồng hoàng câu cát về. Rất là đông. Lịch sử kể lại nha. Cô Năm nghe lịch sử kể lại nha. Rồi là mỗi mực chiều là con gì nó cũng kêu mà con hồng hoàng câu cát nó lên tiếng một cái là mấy con chim kia là nó im hết đâu hết. Con mới tiếng. Nó nặng hết ra luôn. Hồng hoàng câu cát. Dạ hồng hoàng câu cát. Hồi xưa là đây có hồng hoàng câu cát. Dạ. Dạ. Mô Phật. Dạ.
Rồi sau những thời gian đó, rồi thời gian của ông cố tu được cái có ở đây cũng cả trăm người, hồi xưa mà là tăng đi cả trăm người đó, mỗi một người là một việc. Rồi sau một thời gian chiến tranh sau bị tàn phá, nó không còn nữa, thì mới thành lập lại, mới sửa sang lại. Thì trong cái thời gian mà chiến tranh thì lúc đó là bà Bảy bà làm, có nghĩa là kêu bằng cái gì, kêu là hỗ trợ cho người ta, kêu bằng cái gì ta? Trợ lý hả? Không phải. Hồi xưa kêu bằng hỗ trợ giống như tiếp tế này kia. Gọi là kêu là tiếp tế cho Việt Cộng đó, nói vậy đó. Hồi xưa là giao liên, đúng rồi, giao liên. Hồi xưa bà nói cái kiểu này mà tôi mới nói nãy với quý vị kia cười ngắt á. Tôi nói làm sao mà nói mà sống được cho tôi đó thì dễ gì. Hồi xưa là cách mạng là nói thà là không thả, không có giết lầm chứ không thả lầm. Nói vậy đó. Rồi hồi đó bà ở dưới Chi Tôn, bà lên đây bà cứu trợ tiếp tế cho bên Việt Cộng á. Rồi là bên quốc gia mới hỏi cho bà lên đây bà thấy Việt Cộng không. Bà nói ở trong vùng Việt Cộng là sao không thấy được. Bà nói y gan vậy. Rồi cái trên Việt Cộng này hỏi gì chứ bà ở dưới bảo gần quốc gia không? Bà nói quốc ở trong vùng quốc gia là không gặp. Bên nào bà cũng thấy chứ á. Thành ra từ cái chỗ hỏi bà sống vậy rồi bà nói mình nói thật à. Chết chết sống sống. Thấy là nó thấy không thấy nó không thấy. Nhờ cái lòng thật của bà vậy đó mà ta cho bà đi núi. Mỗi một lần đi núi là những bà bảy bồng lai mà kéo ngọn là người ta đi. Không có là không đi. Bà nói hồi đó ghê lắm, bom đạn nó dèo trên cái đầu á. Mà bà nói lúc đó làm như cái tinh thần nó mạnh, không có sợ. Bắn đây chung quanh đây nè, là nghe bom B-52 là nó bừa biết bao nhiêu đấy. Miễn mà nó bừa là nó một cái dao ngang là đứng vậy là đi nữa. Dao ngang là đứng vậy đi, không sợ, không sợ chết. Mình đi nhiên núi hả? Không, mà đó vườn. Ở trên này hồi xưa là thành lập tới vườn nhiều lắm. Rồi đó nuôi tăng ni cá chăm mà. Rồi sau này cái thời gian ở đấy, ở đây là xưa nghe kể lại là ban ngày đó là quốc gia, ban đêm là Việt Cộng, không biết tin đó. Như vậy thì nghe chỉ lịch sử kể lại thôi, còn cô Năm thì không biết sao những thời gian. Sau này thì cô Năm lên đây là năm là bốn đời rồi. Đời rồi, nếu mà tu là truyền thừa là đời, cô là đời thứ năm. Xây dựng là bốn xác chùa, một xác chùa bằng dách thì lồ ồ, trên thì bằng tranh, một xác xác chùa thứ hai là ngói, ý mà quên tôn mà tôn trắng, xác chùa thứ ba tức là được tôn đỏ, xác chùa thứ tư là cô Năm làm tường làm ngói, là bốn xác chùa. Cái này cô Năm mới thành lập đây. Mới làm rồi như cô ở trên này đó, mình tại sao lại là ở dưới thế này kia, là không ngỡ mình lại muốn lên trên núi ở cô? Cái này là truyền thừa của ông cố để lại. Lịch sử ông cố là Lê Dương Biên, ông năm nay là 148 tuổi. Đời ông cố là một, đời ông nội cô Năm là hai. Ba bà cô mà ông cố dắt lên đây tu là ba. Đời ba là đời thứ tư, đời của Năm là đời thứ năm. Năm đời truyền thừa. Nhưng mà thật ra là tại cái duyên truyền thừa. Chứ hồi đó tôi ở đây đó là khi mà ba mất là tôi cũng vẫn tạm vắng thanh chú. Ba không có truyền thừa. Ba có nói một câu mà tôi cũng 8 tháng ba có những cái hay. Ba nói truyền thừa cho con biết có làm được hay không. Rồi nó ảnh hưởng. À là để tự nhiên nó đủ duyên thì nó đến, không đủ duyên thì nó đi. Rồi sau ba chết rồi đó, rồi mấy vị xã mới mời tôi khai tử. Khai tử đâu có ai đâu, tôi sống với ba đi là 7 năm. Rồi cô Năm lên đây tới giờ là 32 năm rồi. Rồi sống từ đó giờ là ở đây luôn. Rồi xã nó nếu mà ông hai mất thì phi cô mới đứng lên. Rồi cũng hợp với gia tộc cũng đồng ý ở luôn tới giờ. Cái chùa này nó cũng còn truyền thừa với gia tộc. Mình không có vô giáo hội. Nhưng mà cái chùa này á, nhà nước nó cũng kính lắm, là gì cũng có công trận với nhà nước. Ở đây tới ba cái huy chương đó chứ. Mà tôi không có nhận đồng nào hết trơn. Mà không biết con cháu nó có làm huy chương gì với huy chương gì con không? Huy chương Phạm Văn Đồng. Huy chương của Trường Chinh, Lê Dững, ba tấm.
Ba tấm huy chương.